Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin mới. Các bạn có khỏe không ạ? Rất vui được đồng hành cùng các bạn khám phá những thông tin thú vị trong video ngày hôm nay. Các bạn thân mến, nói đến cái được gọi là đường lưỡi bò, hẳn các bạn ngồi đây không còn xa lạ gì nhỉ? Bởi vì đây chính là chiêu trò thể hiện cho sự trơ trẽn, dày mặt thuộc hàng đỉnh cao của Trung Quốc. Bắc Kinh gọi đó là đường chín đoạn, đường lưỡi bò. Còn người dân Việt Nam và thế giới coi đó là chính sách vơ vét thôi của trên biển Đông. Con bò của Trung Quốc thè lưỡi ra biển Đông với mưu đồ liếm sạch các đảo, quần đảo và vùng đặc quyền kinh tế của các nước trong khu vực bất chấp luật pháp và sự phản đối gay gắt của thế giới. Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh còn âm mưu tẩy não và dùng chiến thuật tâm lý để tuyên truyền về đường lưỡi bò phi pháp của chúng. Không được thế giới công nhận, Bắc Kinh âm thầm cài cắm hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò trong tất tần tật những sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc, từ cái áo phông đến quả địa cầu, từ sách giáo trình, phim ảnh đến thiết bị định vị trên ô tô. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, Trung Quốc chưa bao giờ thực hiện được mưu đồ này. Sản phẩm nào bị phát hiện có hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp ngay lập tức bị thu hồi, xóa sổ. Thậm chí mới đây, đội ngũ lập trình viên siêu Việt của Việt Nam còn chế tạo ra AI siêu thông minh, chuyên phát hiện và xẻo đường lưỡi bò của Trung Quốc trên không gian mạng. Điều này đã khiến cho Bắc Kinh giận sôi, đứng ngồi không yên vì kế hoạch của mình có nguy cơ bị xóa sổ. Hãy cùng tin mới khám phá xem trí tuệ nhân tạo siêu Việt được Việt Nam chế tạo ra để đối phó với mưu đồ tẩy não của Trung Quốc ra sao nhé! Các bạn thân mến, chiến thuật bẩn thỉu mang tên đường lưỡi bò của Trung Quốc bắt đầu được manh nha từ cách đây mấy chục năm. Tuy nhiên, mãi cho đến năm 2009, Trung Quốc mới chính thức công bố bản đồ đường lưỡi bò có hình chữ U với 11 đoạn đứt khúc mà Trung Quốc gọi là đường hư tuyến. Theo đó, thì các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa, Trường Sa đều nằm trọn trong đường hư tuyến này. Sau đó, Trung Quốc bị các nước trong khu vực và thế giới phản đối một cách tơi bời. Vào năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 đã công bố phán quyết ra đến gần 500 trang, chốt lại một câu xanh dờn rằng đường lưỡi bò vô giá trị và yêu cầu Trung Quốc phải xóa sổ những bản đồ phi nghĩa này. Tuy nhiên, với bản tính ngang ngược và không bao giờ chịu nghe lời bố con thằng nào, Trung Quốc đã bất chấp phán quyết của tòa trọng tài, cố gắng chứng minh chủ quyền phi pháp của mình thông qua các chính sách mềm. Chiến thuật của Bắc Kinh là mưa dầm thấm lâu, tẩy não nhân dân từ từ bằng cách đưa hình ảnh bản đồ Trung Quốc có đường lưỡi bò phi pháp vào tất cả các ấn phẩm văn hóa, sản phẩm kinh tế và tuôn vào các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Đây cũng chính là cách mà trước đây Trung Quốc tuyên truyền cho con cháu và người dân của họ về việc Hoàng Sa và Trường Sa là của chúng ta và rằng người Việt Nam là nước xâm chiếm đảo của Trung Quốc. Cho đến bây giờ thì phần lớn người dân Trung Quốc vẫn mụ mị và tin vào điều này. Một số vụ việc điển hình phải kể đến như vào tháng 10 năm 2019, bộ phim Everest, Người Tuyết Bé Nhỏ được yêu cầu ngừng chiếu vì xuất hiện bản đồ có đường lưỡi bò. Tiếp đến, bản đồ đường lưỡi bò cũng xuất hiện trong tài liệu của hãng lữ hành Sài Gòn Tourist. Chưa dừng lại ở đó, hơn 1.000 cuốn giáo trình đọc viết và nghe sơ cấp trong bộ lớp Developing Chinese của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng phát hiện có đường lưỡi bò phi pháp. Chưa thỏa mãn, Trung Quốc còn cài bản đồ hình lưỡi bò và phần mềm dẫn đường của xe ô tô tại một triển lãm ở thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan chức năng đã phát hiện và lập tức vào cuộc xử lý. Không những thế, ngay cả thiết bị điện Trung Quốc cũng không tha. Tháng 11 năm trước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng sôi máu khi phát hiện ở thị trường khu vực miền Nam xuất hiện một loại thiết bị biến đổi điện mặt trời có tên Inverter xuất xứ từ nước ngoài. Thiết bị này có ứng dụng phần mềm để theo dõi, vận hành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà và chúng có chứa hình ảnh đường lưỡi bò. Đáng sợ nhất là Trung Quốc còn muốn cài cắm cả đường lưỡi bò vào các sản phẩm dành cho trẻ em, nhắm vào các mầm non tương lai của đất nước. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2021, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện và tịch thu 10 hộp đồ chơi lắp ghép hình bản đồ có thể hiện đường lưỡi bò trên vỏ hộp vào trong hình lắp ghép. Cục Thương mại Điện tử Bộ Công Thương cũng đã phát hiện và tịch thu nhiều bản đồ có hình đường lưỡi bò được đem bán trên các trang mạng thương mại điện tử. Liên tiếp những vụ việc này không chỉ khiến cho lực lượng chức năng các cơ quan gác cửa của Việt Nam phải đau đầu mà còn khiến cho mọi người dân vô cùng bức xúc.
Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương cho biết, ngay khi các thông tin phản ánh, đơn vị đã lập tức vào cuộc để xử lý. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm phát tán hình ảnh được lưỡi bò rất nhiều và vô cùng khó khăn. Nó chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa. Có nhiều vi phạm không thể hiện ra bên ngoài và được đưa vào phần mềm, chương trình cài đặt trong các thiết bị hàng hóa, công nghệ nên nếu không qua sử dụng hoặc kiểm tra kỹ thì không phát hiện được. Ông Trần Hữu Linh cho biết, việc kiểm tra mỗi sản phẩm thiết bị công nghệ đòi hỏi quy trình kỹ thuật khác nhau, nhưng vấn đề này lực lượng quản lý thị trường còn gặp khó khăn trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường. Bài toán đặt ra là nếu chỉ dựa vào cơ quan kiểm duyệt kiểm soát nội dung hình ảnh bằng cách thông thường, khả năng để lọt nội dung phi pháp sau kiểm duyệt là rất cao. Hơn thế nữa, việc người dân không được trang bị đầy đủ các kiến thức cũng góp phần làm cho các nội dung này được lan truyền rộng rãi. Theo nhiều chuyên gia, nếu không cảnh giác và tăng cường các biện pháp hữu hiệu được phổ cập thông tin, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn thì hình ảnh được lưỡi bò sẽ âm thầm len lỏi vào cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, Việt Nam chưa bao giờ bó tay trước những vụ việc khó. Để cắt lưỡi con bò ngang ngược của Trung Quốc trên các nền tảng công nghệ và Internet, các kỹ sư công nghệ thông tin và đội ngũ lập trình viên của Việt Nam đã vào cuộc. Điểm nhấn là cuộc thi Zalo AI Hackathon là một hoạt động trong chuỗi sự kiện về trí tuệ nhân tạo do Zalo tổ chức. Bên cạnh Zalo AI Summit và Zalo Shenzhen, Zalo AI Hackathon đã quy tụ 70 đội thi cùng hơn 150 thí sinh để cùng nhau tìm ra giải pháp phát hiện đường lưỡi bò phi pháp bằng AI. Các đội tham dự Zalo AI Hackathon được yêu cầu phải tạo ra một thuật toán tối ưu nhất để giải quyết bài toán phát hiện và khoanh vùng đường lưỡi bò trên các nội dung hình ảnh, tận dụng khả năng của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực thị giác máy tính. Các đội tham dự Zalo AI Hackathon được yêu cầu phải tạo ra một thuật toán tối ưu nhất để giải quyết bài toán phát hiện và khoanh vùng đường lưỡi bò trên các nội dung hình ảnh. Trong vòng 24 giờ, các đội thi sẽ phải huấn luyện mô hình AI tối ưu nhất để đáp ứng tiêu chí của đề. Sau đó, mô hình này sẽ được kiểm tra độ chính xác bằng cách thử nghiệm trên một bộ dữ liệu chưa được gắn nhãn. Trong suốt quá trình thi, các thí sinh dự thi cũng sẽ được hỗ trợ và cố vấn bởi hội đồng chuyên môn gồm các chuyên gia đến từ Zalo AI Lab, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển và triển khai các sản phẩm AI Fit của Zalo. Bài toán tưởng chừng như vô cùng khó khăn, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi, các kỹ sư công nghệ thông tin của chúng ta đã làm nên kỳ tích. Điểm đáng mừng là các đội cũng đã tạo ra mô hình AI có thể phát hiện được đường lưỡi bò. Tuy nhiên, mục tiêu của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm ra đội thắng cuộc và muốn mang đến cảm hứng mới. Cổ vũ cộng đồng kỹ sư AI ở Việt Nam nghĩ nhiều hơn đến việc dùng trí tuệ nhân tạo để giải quyết những vấn đề hiện hữu tồn đọng trong cuộc sống. Kết quả cuối cùng, đội AI OZ của Nguyễn Quán Anh Minh, Nguyễn Đức Bình, Trần Huy giành chiến thắng. Chia sẻ tại lễ trao giải diễn ra trong khuôn khổ Zalo AI Summit, kỹ sư trẻ Nguyễn Quán Anh Minh, đại diện đội quán quân của Zalo AI Hackathon cho biết, giải pháp cho các đội thi tạo ra ít nhiều sẽ có lợi cho cộng đồng khi được ứng dụng thực tế. Sau cuộc thi, anh Minh cùng nhiều đồng đội của mình sẽ tiếp tục hoàn thiện thuật toán phát hiện đường lưỡi bò và mong muốn sẽ có cơ hội trực tiếp triển khai trong tương lai gần. Các bạn thân mến, xem đến đây thì các bạn có thể hiểu được phần nào tính ưu việt khi đưa trí tuệ nhân tạo vào việc xử lý đường lưỡi bò của Trung Quốc trên nền tảng Internet rồi phải không ạ? Nói đến công nghệ AI, người ta thường nghĩ đến những vấn đề cao siêu. Tuy nhiên, các bạn có thể hình dung một cách đơn giản như sau. Với công nghệ này, chỉ cần thấy hình ảnh bản đồ có hình lưỡi bò phi pháp xuất hiện bất kỳ đâu trên nền tảng Internet như hội nhóm, diễn đàn, mạng xã hội hay các ứng dụng thì ngay lập tức AI sẽ phát hiện, đưa cảnh báo và thực hiện việc tẩy hình ảnh đường lưỡi bò ngay lập tức. Người xem vì thế sẽ không còn nhìn thấy đường lưỡi bò, kể cả Trung Quốc có cố tình đưa lên cũng vô ích mà thôi. Thật là thú vị phải không ạ? Các bạn có tin rằng các lập trình viên của chúng ta đã làm được điều đó không ạ? Các bạn hãy vui đi vì nhìn ra thế giới, Việt Nam được công nhận là quốc gia có trình độ công nghệ thông tin vô cùng đáng gờm đấy ạ. Bằng chứng là cách đây không lâu, trang Hacker đã công bố một bảng xếp hạng vô cùng quan trọng về năng lực của các lập trình viên trên toàn thế giới. Bảng xếp hạng này có tiêu đề quốc gia nào sẽ giành chiến thắng trong Thế vận hội lập trình. Và thật bất ngờ là Việt Nam xếp thứ 23 trong bảng xếp hạng năng lực tổng quan của lập trình viên với tổng số điểm là 81,1. Tương đương với số điểm này là lập trình viên Việt Nam có năng lực xếp thứ 7 tại châu Á và thứ 2 khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore. Đáng chú ý nhất là trong bảng xếp hạng năng lực theo từng lĩnh vực, Việt Nam đứng thứ 3 về khả năng lập trình AI chỉ sau Nhật Bản và Belgium.
Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.